Hello mọi người, có nhiều anh chị hay là các bậc phụ huynh á hỏi là có nên mua laptop cho con em mình để học và chơi game hay là những cái ngành mà bên công nghệ thông tin hay không. Thực ra thì với cái lĩnh vực công nghệ thông tin á thì chúng ta mua những dòng laptop gaming là hoàn toàn hợp lý nha mọi người. Cấu hình mạnh, khả năng nâng cấp tốt, và đặc biệt là với những dòng laptop gaming thì nó có cái cạc đồ họa rời, cho nên là xử lý lập trình hay là làm hệ thống thì rất là ổn áp. Bên cạnh đó thì ngày nay thì các anh chị em khối văn phòng cũng hướng đến sử dụng mua những dòng laptop gaming này rất là nhiều, vì đây là dòng laptop được trang bị cấu hình rất là mạnh để chúng ta xài văn phòng và xử lý đa nhiệm. Trong cái trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng ta cùng đi trải nghiệm một chiếc laptop xách tay Mỹ New Seal. Đây là dòng laptop gaming đến từ HP. Thì với dòng này là dòng Vistus mọi người, phiên bản 2024. Mã của nó là Vistus nè, 15FB2063DX. Thì nó là nguyên siêu 100% mới 100%, nên là mình bỏ qua cái công đoạn mình tháo đi, nó mất thời gian, để chúng ta đi trải nghiệm thực tế nó có nhiều cái thời gian hơn. Thì với dòng laptop gaming này thì được thiết kế cải tiến rất là nhiều. Tản nhiệt chúng ta thấy là đẩy ra phía trước nè. Bản lề cũng thay đổi theo giống như những dòng mà LOV đến từ Lenovo. Năm 2023 là Lenovo mà cái dòng gaming là được đánh giá rất là cao nha mọi người. Hình như là xếp vị trí đầu tiên đó, vượt qua dòng Acer Nitro. Thêm một cái chi tiết nữa là với những dòng laptop mà gaming của Dell và HP thường có giá rất là cao. Cho nên là các bạn sinh viên á, hay là các anh chị em khối văn phòng cũng thấy là hướng đến mua những dòng Asus nè, hay là những dòng MSI rất là nhiều, tại vì giá nó rẻ hơn so với HP và Dell. Tuy nhiên trong cái phiên bản này ngân sách chỉ khoảng 15 củ thôi, thì chúng ta mua chiếc máy này để mà xài văn phòng, học lập trình đồ họa, công nghệ thông tin, thiết kế đồ họa thì rất là ổn áp nha mọi người. Bây giờ chúng ta cùng đi trải nghiệm thực tế chi tiết dòng gaming phiên bản 2024 đến từ HP này. Đây là dòng Vistus 15, nãy mình nói là cái mã của nó mình ghim lên cái màn hình nha mọi người. Chúng ta có thể chúng ta tìm hiểu về dòng sản phẩm này. Chủ yếu chúng ta đi trải nghiệm thực tế. Bàn phím thì có hỗ trợ đèn, bàn phím full size nè, bàn phím số phía tay phải, camera đầy đủ, thiết kế tràn viền. Để chữ V là ký hiệu của chữ Vistus nha mọi người. Vistus. HP sau này đổi lấy cái thương hiệu game thì nó chuyển qua cái chữ Vistus này. Được một cái chi tiết nữa là chiếc máy này lo được thiết kế bên trên nè, cổng kết nối được trang bị đầy đủ nè. Cân nặng của chiếc máy này thì tầm khoảng 2,2 kg nha mọi người, tầm khoảng 2,2 kg. Thì một cái thông tin nữa là với chiếc máy này thì được sử dụng công nghệ chip AMD. Khoảng 2 năm 3 năm trở đây thì người dùng đồ họa và gaming hướng đến sử dụng chip AMD rất là nhiều mọi người. Còn câu chuyện mà AMD nóng, AMD dễ chết chip là câu chuyện của rất lâu rồi. Ở thời điểm 3 năm 4 năm thì các tín đồ họa và gaming hướng đến sử dụng chip AMD không à. Thì cũng giống như là Intel thì AMD nó có là AMD Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 và Ryzen 9. Thì chip Intel thì nó sẽ có là Core i3, i5, i7, i9 nha mọi người. Về chip CPU á, nghĩa là bộ xử lý trung tâm á, thì hiện tại thì chỉ có hai thôi. Chỉ có hai hãng họ làm thôi. Mình lấy cục sạc luôn. Catalo sạc đi theo đầy đủ mọi người. Sạc zin nó là sạc Oval HP rất là đẹp. Mình mượn cái sợi dây để khỏi phải, tại vì máy nhập ở nước ngoài về thì thường nó sẽ có ba chấu nè mọi người, ba chấu. Mình có dây điện hai sẵn rồi. Xem cái hiệu năng nó thôi, và mình tháo cái bên trong cho mọi người trải nghiệm luôn. Mình chép cái phần mềm giả lập vào đây rồi nè. Máy thì được cài sẵn Windows 11 nha mọi người. Với những cái phiên bản 2023, 2024 sau này thì driver nó chỉ hỗ trợ Windows 11 thôi. Mặc dù là Windows 11 hiện tại cũng đang gặp khá là nhiều vấn đề. Mình mở cái phần mềm Cinebench lên, sau đó mình sẽ cho mọi người xem cái cấu hình thực tế. Như mình cũng nói là với những cái trải nghiệm mà mình làm thì hướng đến cái nhu cầu thực tế. Còn với những thông tin bên lề chúng ta có thể chúng ta lên mạng chúng ta tìm hiểu, nó có rất là nhiều thông tin nha mọi người. Có trên web hay là trên mạng rất là nhiều bài đánh giá. Ở đây chúng ta thấy là chiếc máy được sử dụng công nghệ chip AMD Ryzen 5.
Theo như mà mình trải nghiệm rồi á, thì với cái con chip mà Ryzen 5 nha mọi người, thì nó sẽ chạy cái hiệu năng có thể nó mạnh hơn con Core i7 luôn. Cái này là mình test thực tế. Số nhân số luồng chúng ta thấy là 12 luồng nè, 6 nhân 12 luồng. RAM hiện tại là 8GB ổ cứng SSD 512 tha hồ chúng ta lưu trữ. Và card đồ họa của nó cũng là AMD luôn. AMD Radeon RX nè, 6550M. Có tốc độ xử lý là 4GB. Cái máy này học lập trình rất là ok. Màn hình 15.6 inch. Màn hình này để mình xem có bao nhiêu hertz nha mọi người. Mình xem có bao nhiêu hertz. Mình cũng chưa có xem, mới vừa các bạn về hàng vừa về thôi. Thì mình đi trải nghiệm màn hình Full HD nè. Xem cái chỉ số hertz của nó mọi người. Thì chúng ta thấy là chiếc máy này thì chỉ số hertz của nó là 144 hertz mọi người. Màn hình là Full HD. Thì cho cái chiều sắc, màu sắc cũng có chiều sâu khá là tốt. Chỉ số FPS là 80. Xài đồ họa hay là học lập trình là ok. Với những chỉ số FPS mà mình nói á, nó để mà chúng ta xài đồ họa mượt thì là 40, 80 nè, 120, 240 vân vân. Thì với những chỉ số mà FPS nó càng cao thì chúng ta sẽ xử lý đồ họa càng mượt. Bây giờ chúng ta sẽ test con CPU với chip AMD Ryzen 5 thôi và 6 nhân 12 luồng. Về chỉ số FPS thì được đề xuất ở vị trí thứ nhất nè mọi người. 4GB thôi. Thì với chiếc máy mà New Siêu 15 triệu thì đây là chiếc máy mà chúng ta xài đồ họa và chơi game rất là mượt. Dĩ nhiên là chỉ số mà 80 thì là một cái con số để chúng ta chấp nhận được. Còn với công nghệ thông tin thì nó rất là bình thường. Chỉ số CP là khoảng 1600 nha mọi người. Khoảng 1600. Khá là cao. Bởi vì CPU AMD rất là mượt, xử lý rất là nhanh. Mình shut down, sau đó mình sẽ tháo cái bên trong cho mọi người xem. Lưu ý là chiếc máy này mới 100% nha mọi người, mới 100% chưa qua sử dụng, new seal. Bây giờ mình sẽ tháo ra bên trong, hệ nguyên cái hệ thống tản nhiệt bên dưới nè. Thêm một cái lưu ý nữa là mọi người khi mà xài máy, chúng ta tránh cái trường hợp là chúng ta để máy trên nệm, trên ghế sofa hay là giường ngủ rồi đó. Tại vì hầu như 100 máy thì đều có 100 cái phần ở bên dưới này nó làm thoát để thoát nhiệt, mà chúng ta để thì nó sẽ không có tản nhiệt ra được. Bữa trước thì mình làm có về con LQQ của Acer á, phiên bản 2024 mọi người. Nhưng mà vừa lên clip thì cũng bán cho một bạn ở Đại học Cần Thơ rồi. Thì tiếp hôm nay thì mình sẽ làm cái phiên bản đến từ HP. Bây giờ công nghệ chip thay đổi và phát triển rất là nhanh nên là giá thành nó cũng rẻ hơn rất là nhiều mọi người. Mình tháo từ bên trên xuống nè mọi người. Mọi người có cái vật mà nó dẹp dẹp như thế này nè, chúng ta tháo rất là đơn giản. Lâu mình cũng vệ sinh đồ cho chiếc máy mình nó bớt nóng. Với những dòng laptop gaming hay là dành cho kỹ sư và kiến trúc sư á, hay là những dòng quạt tay sành á, thì khoảng 6 tháng 1 năm chúng ta đi tra cái keo tản nhiệt một lần. Bây giờ mình đi thực tế nè, nguyên một cái hệ thống tản nhiệt của nó nè mọi người. Hai quạt. Với những dòng laptop mà gaming hay đồ họa thì phải cần cái quạt tản nhiệt nó to như thế này. Đó lý do là không thể nào mà chúng ta thiết kế mỏng được. Với những dòng gaming hay là đồ họa thì mà đồ họa nặng á, thì máy nó phải tầm 2 ký mấy trở lên. Đây là cục pin thì mình xem cái watt của nó, cái dung lượng của nó là bao nhiêu nha mọi người. Tại vì với những dòng mà gaming này 52.5 nè mọi người, 52.5 Wh. Với những dòng mà laptop gaming hay là đồ họa đó, hay là những dòng quạt tay sành đó thì thường thì thời lượng pin nó xài tầm khoảng 3-4 tiếng hơn á. Chứ tại vì với một chiếc máy mà cấu hình nó mạnh và cái card đồ họa của nó thì khá là tốn cái nguồn điện. SSD512 nè, đây còn 2 slot RAM. Thì hiện tại đã gắn 8 rồi, chúng ta sẽ gắn tối đa được 64GB RAM nha mọi người. Bạn nào mà học công nghệ thông tin thì hiện tại mà nếu mà về chuẩn nhất thì chúng ta mua thêm một cái RAM 8GB nữa thành 16 là chúng ta học vô tư rồi. Đây là dòng HP Gaming Victus phiên bản 2024, ở thời điểm hiện tại thì khoảng 15 cũ hàng new siêu mới nha mọi người. Bạn nào mà cần hỗ trợ thì có thể comment đặt những câu hỏi bên dưới.
Hơn thế nữa, chúng ta có thể nhắn vào cái số hotline mình có đính kèm trên màn hình đó, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Nhân Laptop Bàn Trọn Đời trong suốt năm qua. Hy vọng là tiếp tục nhận được những đóng góp và sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, đăng ký kênh, bấm luôn vào nút chuông đó, để khi mình làm những cái video mới sẽ được thông báo và trải nghiệm dễ dàng hơn. Bye bye mọi người.